Mới đây, showbiz Việt đã chứng kiến một cuộc tranh cãi lớn chưa từng có, kèm theo đó là hàng loạt những cái tên đình đám có ảnh hưởng nhất hiện nay như là nam diễn viên Trương Thế Vinh, hoa hậu Châu Ly Nguyễn, stylist Hoàng Cu, ca sĩ Quốc Thiên. Ít ai ngờ được, cả tấn drama này đều bắt nguồn từ một hình ảnh được chia sẻ lại trên Facebook. Câu chuyện bắt đầu khi Trương Thế Vinh tố nhãn hàng Mastio do ca sĩ Nukan Tùng Anh quản lý, tự ý sử dụng hình ảnh của mình để quảng cáo thương hiệu mà không xin phép. Để đòi quyền lợi cho bản thân, Trương Thế Vinh đã trực tiếp nhắn tin cho thương hiệu này để yêu cầu gỡ ảnh và đồng thời bồi thường chi phí tổn thất về mặt hình ảnh cho riêng anh. Con số được nam diễn viên đưa ra là 25 triệu đồng. Khi được phía thương hiệu xin lỗi và đồng ý tháo hình ảnh nhưng vẫn khẳng định việc đăng quảng cáo là không sai vì hình lấy từ báo mạng, không phải từ tài khoản riêng tư của Trương Thế Vinh nên không thể khẳng định đây là hình ảnh độc quyền. Quá bức xúc trước phản hồi của thương hiệu, Trương Thế Vinh đã phanh phui đoạn tin nhắn giữa hai phía và khẳng định sẽ làm rõ vụ việc đến cùng. Đáp lại, Nukan Tùng Anh cũng chia sẻ toàn bộ tin nhắn của nam diễn viên và nhấn mạnh Trương Thế Vinh đã có những từ ngữ khinh miệt và ngông cuồng đối với nhân viên, như nói chuyện với ai có trình độ 12 trên 12 trở lên. Không lâu sau đó, sự tham gia bình luận của những gương mặt nổi tiếng đã thu hút sự chú ý của netizen Việt, đồng thời cũng đẩy vụ việc lên tâm điểm hot nhất vào tối ngày 24 tháng 7. Điều bất ngờ là có rất nhiều người nổi tiếng đã lên tiếng binh vực cho thương hiệu này và cho rằng Trương Thế Vinh mới là bên không nói lý, ngông cuồng và cố chứng tỏ đẳng cấp ngôi sao khi đòi số tiền 25 triệu một cách trắng trợn. Tuy nhiên, trái với những ý kiến này, cư dân mạng lại hoàn toàn nghiêng về phía Trương Thế Vinh, bởi theo họ, nhãn hàng Mastio sử dụng hình ảnh cá nhân của Trương Thế Vinh khi chưa được sự đồng ý và cho phép của anh đã là sai. Hơn nữa, việc nhân viên của nhãn hàng giải thích lấy hình ảnh trên báo được xem là hình ảnh công cộng để dùng là chuyện nghiễm nhiên lại càng không hợp lý. Bởi chiếc áo Trương Thế Vinh mặc trong ảnh là do một người bạn tặng anh nhân dịp sinh nhật, hoàn toàn không phải do stylist cung cấp hay được tài trợ. Các cư dân mạng còn khẳng định việc sử dụng hình ảnh nghệ sĩ để PR tour ở Việt Nam quá phổ biến nên dần trở thành thông lệ do một bộ phận người tự đặt ra, hoàn toàn sai pháp luật. Chính vì thế, việc Trương Thế Vinh đòi bồi thường vì bị sử dụng hình ảnh trái phép trong 5 ngày là hợp lý. Trên trang cá nhân của mình, Trương Thế Vinh cũng chính thức có những phản hồi trước lời tố của Nukan Tùng Anh và Thái Ba Dũng, founder của nhãn hàng Mastio. Anh cho biết, dù muốn hay không, quý vị cũng đã dùng hình ảnh của tôi trong 5 ngày qua trong việc kinh doanh thì không thể nói là không được thì tháo xuống. Nói vậy ăn cắp xong trả lại rồi là công an không được bắt à? Sau tất cả, thành viên của Chạy Đi Chờ Chi cũng tuyên bố anh đã giao toàn bộ vụ việc cho luật sư nghiên cứu và xử lý. Đáp án ai đúng ai sai có lẽ cộng đồng mạng và cả những người nổi tiếng cũng không thể phán đoán được vì những lý lẽ mà cả hai phía đưa ra đều có tính xác thực. Vì vậy, dân tình chỉ còn có thể chờ đợi đến phán quyết của những người có tư cách nếu vụ việc được đưa ra pháp luật mà thôi. Mới đây, vụ ồn ào bản quyền hình ảnh của Trương Thế Vinh với thương hiệu thời trang M đã gây ra một cuộc tranh cãi lớn của showbiz Việt khi có quá nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh. Giữa lùm xùm tâm bão chưa đến hồi kết thì cộng đồng mạng bất ngờ đào lại đoạn video chủ nhân nhãn hàng là Nukan Trần Tùng Anh trong cuộc thi Vietnam Idol nhiều năm về trước. Vào thời điểm này, anh chàng gầy nhom đang tham dự vòng audition của chương trình. Chính vì có những câu nói khá gay gắt trước đó, Nukan nhận nhiều ý kiến về ngoại hình khi bị chê quê mùa, xến xúa với tóc dài. Chẳng những thế còn đen nhẻm, không bảnh trai như hiện tại. Vào phần trình diễn của mình, trừ hát hết vài câu hát, giám khảo đã ra tín hiệu cho anh chàng dừng lại và mời rời khỏi phòng thi audition. Tùng Anh thể hiện thái độ thất vọng và buồn bã khi bị loại tại vòng thi này. Không lâu sau đó, cái tên Nukan Trần Tùng Anh được nhiều người chú ý khi anh chàng hợp tác cùng Bích Phương trong bản hit Có Khi Nào Rời Xa. Tên tuổi của cả hai bỗng chốc vụt sáng. Tuy nhiên, anh lại không tiếp tục theo ca hát và chọn cho mình con đường kinh doanh riêng. Đã rất lâu, cái tên Nukan Tùng Anh không còn được nhắc nhiều trong showbiz, đặc biệt là giới ca sĩ. Đến khi những lùm xùm được Trương Thế Vinh đăng tải, nhiều người mới xem lại những bài hát trước đây của anh chàng và cái tên Nukan Tùng Anh mới được nhiều người nhắc đến. Mới đây, vụ đấu khẩu của Trương Thế Vinh và Nukan Tùng Anh về việc sử dụng hình ảnh không xin phép gây xôn xao dư luận, lôi kéo theo nhiều khán giả và nghệ sĩ tham gia. Tranh cãi chưa kịp lắng xuống, chiếc áo mà Trương Thế Vinh được tặng từ nhãn hiệu của Tùng Anh bất ngờ bị tố là hàng đạo thiết kế. Bằng những thao tác đơn giản, không khó tìm thấy một loạt sản phẩm có thiết kế giống 100% với chiếc áo này trên website bán hàng lớn nhất của Trung Quốc. Thiết kế được cho là bản gốc thuộc về nhãn hiệu Moschino của Ý. Áo sơ mi này từng được các nghệ sĩ trẻ trên thế giới chọn diện. Ngoài chiếc áo nói trên, nhãn hiệu của Tùng Anh còn bị tố đạo nhái thiết kế hàng loạt sản phẩm từ áo đến giày. Đáng lưu ý, sản phẩm giữa hai nhãn hiệu gần như giống 100%, không có gì khác nhau. Liên hệ với Nukan Tùng Anh về việc sản phẩm bị tố đạo thiết kế, phóng viên nhận được phản hồi. Trường hợp này không thể nói là giống 100% được vì sản phẩm khác độ sâu, độ dài đã là khác nhau rồi.
Trong thời trang, việc thiết kế giống nhau là chuyện bình thường. Chẳng hạn bạn sẽ thấy đồ của Zara giống với nhiều nhãn hiệu lớn khác, và bên tôi là brand bán quần áo, không phải nhà thiết kế. Tuy nhiên, sự lý giải của Tùng Anh dường như chưa nhận được sự hài lòng từ cư dân mạng. Hiện shopper liên tục nhận được đánh giá 1 sao tại fanpage trên Facebook. Hành động này đã kéo theo đánh giá của shop xuống còn chỉ 1,5 điểm và có nguy cơ còn giảm mạnh. Vài ngày qua, biến cực căng của Trương Thế Vinh và một nhãn hàng thời trang về chuyện sử dụng hình ảnh trái phép vẫn chưa giảm nhiệt. Trên các diễn đàn mạng xã hội, những bàn tán về ồn ào này vẫn xuất hiện dày đặc. Rất nhiều nghệ sĩ chỉ vì bình luận trên trang cá nhân của đại diện thương hiệu thời trang mà bị ném đá kịch liệt, trong đó có Mâu Thủy và Quốc Thiên. Sự việc lần này ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh của Mâu Thủy và Quốc Thiên, nhất là cả hai đã và sắp xuất hiện trong hai show thực tế khá hot gồm Model Kids Việt Nam và Cuộc Đua Kỳ Thú. Phía Quốc Thiên vẫn giữ im lặng về chuyện này, còn Mâu Thủy thì lại có phản hồi rằng có người giả mạo chứ cô không hề viết những dòng chia sẻ như vậy. Tuy nhiên, một bộ phận khán giả vẫn phản ứng mạnh trước hai nghệ sĩ này, cụ thể là đề nghị ban biên tập hai chương trình cắt sóng, thậm chí là mờ mặt của Quốc Thiên và Mâu Thủy. Không chỉ có Mâu Thủy và Quốc Thiên, một số nghệ sĩ khác cũng bị cộng đồng mạng kêu gọi tẩy chay vì những bình luận của mình về vụ việc của Trương Thế Vinh. Chưa rõ các nghệ sĩ sẽ phản ứng ra sao, ban biên tập chương trình sẽ giải quyết như thế nào, nhưng để bị ảnh hưởng tới cả một chương trình có công sức của biết bao nhiêu người như thế này thì quả thật là rất đáng tiếc. Vụ việc gây tranh cãi giữa Trương Thế Vinh và một nhãn hàng thời trang lấy hình ảnh của anh để quảng cáo mà chưa xin phép đang ngày càng gay cấn. Mới đây, một nhân vật nổi tiếng khác cũng vừa bị đưa vào danh sách bị anti của cộng đồng mạng vì xỉa sói Trương Thế Vinh, đó chính là nữ diễn viên Diễm My 9X. Sự việc bắt nguồn từ việc Diễm My đăng tải hình ảnh của mình cách đây nhiều năm, được in trên biển quảng cáo của một cửa hàng chụp ảnh cùng lời bình. Chắc phải charge 100 triệu quá, hình chụp hồi sửa hồi xưa mà dám in ra quảng cáo chụp ảnh thẻ. Trong thời điểm vụ việc của Trương Thế Vinh đang nhận được sự quan tâm trên khắp các trang báo và mạng xã hội, thì phát ngôn này của Diễm My 9X lập tức bị hiểu là đang đá xéo đồng nghiệp. Ngay sau khi bị dân mạng lên tiếng chỉ trích dữ dội, Diễm My đã xóa bức ảnh này đi và đăng tải lời xin lỗi. Tuy nhiên, cô nàng chỉ thừa nhận rằng mình không biết về chuyện của Trương Thế Vinh. Mặc dù vậy, nhưng lời giải thích này vẫn không thể thuyết phục được cộng đồng mạng. Dòng trạng thái khiến cộng đồng mạng rất bất ngờ vì trước đây, cô và Trương Thế Vinh có mối quan hệ khá thân thiết. Trong một số chương trình tham gia chung, Diễm My còn bày tỏ sự mến mộ đặc biệt dành cho đàn anh. Dù không biết thực hư câu chuyện ra sao, nhưng việc làm này của Diễm My 9X cũng đã làm mất đi hình ảnh đẹp của cô trong mắt công chúng. Thậm chí không ít người còn vì thế mà đòi tẩy chay phim Phượng Khấu sắp ra mắt có sự tham gia diễn xuất của cô. Còn về Trương Thế Vinh, anh kêu gọi mọi người hãy bình tĩnh, bỏ qua cho Diễm My và những nghệ sĩ. Anh gửi lời cảm ơn cộng đồng mạng nhưng cảm thấy sự việc đã đi quá xa và sự việc đã được giải quyết nội bộ tạm ổn. Sau vài ngày làm cả showbiz dậy sóng, mới đây Trương Thế Vinh và đại diện nhãn hàng thời trang đã có những chia sẻ chính thức nhằm mục đích khép lại ồn ào này. Theo đó, Trương Thế Vinh đã đăng tải dòng trạng thái dài mong khán giả bình tĩnh, cho biết đã trò chuyện cùng đại diện nhãn hàng để hai bên kết thúc mọi chuyện. Nam ca sĩ tình yêu hoa gió không trách móc mà còn tỏ ra cảm thông cho các đồng nghiệp của mình. Anh khẳng định không lường trước được sự việc đi quá xa. Về phía nhãn hàng, người đại diện cũng công khai loạt tin nhắn giảng hòa giữa hai bên sau khi màn đấu tố làm cả showbiz dậy sóng. Đại diện nhãn hàng cho biết sự việc này chỉ có thể mang ra tòa mới phân định đúng sai một cách thỏa đáng nhất, nhưng hai bên đều nhận thấy không đáng để mọi chuyện đi quá xa nên quyết định dừng lại. Về chuyện Trương Thế Vinh có nhắn tin riêng nhưng ban đầu không được hồi đáp, đại diện nhãn hàng này giải thích vì tin nhắn nằm bên tin nhắn chờ nên không nhận được. Cả hai bên cũng gửi lời xin lỗi đến đối phương. Vậy là vụ việc cũng đã đi đến hồi kết. Hy vọng đều thuận lòng, thuận ý của đôi bên và mong rằng đây sẽ là một bài học đáng nhớ cho tất cả mọi người để những vụ việc tương tự sẽ không xảy ra.